các bạn quay video ngồi nói chia sẻ gì á thì cứ nói vấp đi, không sao đâu, không cần phải quay lại nhiều lần quá đâu. Xem mấy clip này của mình sẽ giúp cho các bạn cắt bỏ những đoạn vấp đó đi nhé. Vâng, đây là clip mà mình quay, mình ngồi mình nói để làm mẫu cho học viên này. Thì cái khúc đầu bao giờ các bạn sẽ có cái khúc là giơ ngón tay ra để bật cam đúng không nào, và chúng ta cũng cần phải cắt cái khúc đầu này đi. Bây giờ chúng ta hãy dùng ngón tay đẩy đi đẩy lại phía bên dưới màu đen này, chúng ta có đẩy bên trái thì nó sẽ lùi sang này. Đó, chúng ta có thể di chuyển được như thế nhá. Và chúng ta hãy di chuyển đến cái vị trí mà chúng ta bắt đầu ngồi nghiêm này, chuẩn bị mở miệng ra nói này. Mọi người nhìn này. Đấy, cái khúc này là đang chuẩn bị nói rồi thì chúng ta hãy đẩy lùi sang bên phải để cho nó trở lại cái khúc đang bình nghiêm như thế này. Đó, đây là cái khúc nghiêm túc chuẩn bị nói này. Chúng ta hãy chạm vào thanh video nha. Ấn công cụ tách này. Trời ơi, thế là tắt được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạm vào phần đầu bên trái. Đó, cái nửa bên trái này chúng ta sẽ ấn công cụ xóa đi. Vậy là chúng ta đã bắt đầu video một cách rất là ok rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe thử nhá. Nếu như khúc nào mà bị vấp thì chúng ta lại cắt nha. Chúng ta sẽ dựng kênh TikTok nhé. Đó, mọi người thấy không? Cái khúc này là mình quên lời này, mình cố tình đấy. Mình cố tình đấy. Mình quên lời này, mình nghỉ này, nó sẽ không có cái sự liền mạch cho video nên chúng ta hãy lùi lại. Chúng ta lùi lại, chúng ta đẩy sang bên phải, chúng ta lùi lại đến khúc chúng ta mím miệng lại, chúng ta nói câu cuối cùng này. Đấy, chúng ta sẽ chạm vào đây, chúng ta ấn tách. Chúng ta nghe thử lại nào. Nha. À, nó lùi đằng này một chút này mọi người. Mọi người nghe thử này. Chúng ta sẽ dựng kênh TikTok nhé. Đấy, tức là nó ở gần bên này một chút. Vậy vì chúng ta lỡ cắt rồi thì chúng ta chỉ cần chạm vào cái thanh video bên tay trái này. Chúng ta giữ đuôi trắng này, chúng ta đẩy sang bên trái một chút này. Đấy, và chúng ta nghe lại thử xem nào. TikTok nhé. Đấy, vừa khít rồi đấy, vừa hết cái câu nhá rồi đấy. Bây giờ chúng ta di chuyển tiếp này, di chuyển tiếp này. Đến khi nào chúng ta nói tiếp này. Đấy. Đến khúc này nghe thử nào. Hiện nay thì video... Đó, mình sẽ cắt ở cái chỗ bắt đầu nói chữ hiện ngay nhá. Mình lùi lại này. Chúng ta mím miệng lại, chúng ta chưa nói này. Rồi, chạm vào thanh video. Ấn tách. Có thể dùng hai ngón tay đặt ở vị trí này. Để zoom lại. Zoom, zoom để cho cái thanh video nó gọn hơn, chúng ta nhìn được tổng quan này. Thì mọi người hiểu là cái khúc ở giữa này. Đấy, chúng ta chạm vào được này. Cái khúc ở giữa này là chúng ta đã tách được. Cái khúc này là khúc chúng ta nghỉ, chúng ta quên lời, chúng ta nói vớt chẳng hạn này. Chúng ta sẽ ấn nút xóa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lui lại sang bên trái và nghe thử nhé. À, sẽ kênh TikTok nhé. Hiện nay thì video... À, mọi người thấy không? Vẫn còn thừa vài giây đúng không nào? Vậy thì hãy chạm vào thanh video này. Giữ ngón tay ở cái đầu trắng và đẩy sang bên phải để cắt bớt đầu của cái thanh bên phải đi. Và nghe thử nào. Hiện nay thì vẫn chưa được mọi người ạ. Mình muốn nó khít hơn một chút nữa thì mình hãy giữ tay và mình đẩy nhẹ thôi, nhít một tí thôi. Nghe thử nhá, ấn hình tam giác để nghe thử nha. Hiện nay thì video ngắn. Ok rồi đấy, lùi lại nghe thử cái khúc nối xem là nó đã chân chu chưa nào. Thích về việc chúng ta sẽ dựng kênh TikTok nhé. Hiện nay thì video ngắn. Đó, mọi người thấy chưa, quá là ngược đúng không nào? Còn sợ gì mà quên lời nữa chứ. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé, đoạn cuối chúng ta sẽ có cái khúc chúng ta chào, chúng ta giơ điện thoại lên chúng ta cắt đi thì chúng ta cũng nên cắt đi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nhé. Bye bye. Dừng ngay lập tức sau cái câu bye bye, dừng ngay lập tức. Đó, chạm vào thanh video, ấn tách, ấn xóa. Trường hợp nếu như mà các bạn không thích chạm vào thanh video và ấn tách ý, mọi người cứ chạm vào thanh video luôn, giữ tay vào đuôi trắng này, đẩy sang bên trái đến đúng cái khúc đó là cũng ok. Nghe thử nếu ổn là được nhé. Chào nhé. Bye bye. Vậy là ok rồi đấy, mọi người cứ nghe thử xem trong video có khúc nào mọi người nói vấp, mọi người quên lời thì mọi người cắt đi tương tự như vậy nha. Chúc mọi người thành công. Đừng làm, nên chỉ hài.